Giai đoạn 3 là nó bắt đầu di căn rồi. Có biểu hiện co giật. Phơi khô cũng sao vàng hạ thổ. Khoảng 2 bát nước mẹ sắc còn 1 bát là bắt đầu là mẹ uống. Bọ cạp ngâm rượu. Bọ cạp ngâm rượu. Cứ rưng rưng nước mắt là tôi cứ chảy nước mắt ra từ đấy. Chào các bạn, hiện tại mình đang ở nhà của mình và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Người phụ nữ đã đánh lùi được bệnh ung thư giai đoạn 3. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hành trình từ ngày phát hiện ra bệnh đi khám bệnh và cái phương pháp để đẩy lùi bệnh ung thư giai đoạn 3 như thế nào. Vì người phụ nữ đó chính là mẹ của mình. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào gặp mẹ của mình để mẹ mình sẽ chia sẻ chi tiết và cụ thể hơn khi mà phát hiện ra bệnh cũng như là đi khám chữa bệnh như thế nào nhé. Chào các bạn, đây là người phụ nữ mà hồi nãy Hiển nhắc tới, chính là mẹ của Hiển. Chào mọi người. Mẹ của Hiển đã vượt qua được căn bệnh ung thư. Lúc mà mẹ Hiển bị ung thư thì tóc của mẹ chọc đi, bây giờ nó mới mọc ra được một tí như này thôi. Bây giờ Hiển sẽ đặt ra những câu hỏi về căn bệnh ung thư mà mẹ đã vượt qua được. Đầu tiên, làm sao mà mẹ phát hiện được là mình bị ung thư mẹ? Đầu tiên thì mẹ thấy nó hơi sút cân. Xong rồi mẹ cân. Ăn thì cứ thấy nó tức ở cái bụng đây. Rồi nó đưa lên cổ như kiểu trào ngược dạ dày ấy. Thì mẹ nghĩ là nó bị dạ dày. Thế là đến 3-4 hôm sau ấy, mẹ mới đi ra bác sĩ ở ngoài trung tâm mở phòng mạch riêng. Mẹ mới siêu âm. Thì bác sĩ nói là bác ơi, trong bụng bác nhiều hạch lắm, bác phải đi lên Sài Gòn. Thì bắt đầu về mẹ mới sắp xếp 2 ngày sau mẹ mới gọi điện cho con. Thì bắt đầu là con bảo là lên đây, mẹ lên đây để con đưa mẹ đi. Thì mẹ lên thì con đưa đi bệnh viện ung bướu Sài Gòn. Ung bướu Sài Gòn lên thì họ siêu âm, họ phát hiện được hạch như vậy. Lúc mà con đưa mẹ lên đấy là mình làm rất là nhiều những xét nghiệm. Lúc đấy là khoảng tháng mấy nhỉ? Đầu năm 2021, lúc đấy là khoảng tháng... Lúc đấy là cuối năm 2020. Lúc đấy là tháng 12 năm 2020. Đúng rồi, năm 2020. Tháng 12 năm 2020, lên bệnh viện ung bướu thì... Nếu như mà ai ghé bệnh viện ung bướu thì mọi người cũng biết rồi, bệnh viện ung bướu người ta làm rất là lâu. Giả sử như một xét nghiệm, người ta chỉ làm một ngày hôm nay và tuần sau người ta mới tiếp tục làm xét nghiệm khác. Ví dụ như ngày đầu tiên là đi... Thử máu này. Sau rồi hẹn một thời gian sau sẽ đi siêu âm. Tiếp theo nữa là đi scan. Scan là DCT, scan cắt lớp, làm chụp X quang nữa. Đó là 4 xét nghiệm đầu tiên. Làm 4 xét nghiệm đó là mất khoảng 1 tháng, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Xong rồi bác sĩ lại hẹn về. Hẹn về thì bác sĩ mới hội chuẩn. Hội chuẩn nó chưa có kết quả chính xác. Sau một thời gian sau lên, bác sĩ hẹn nó, mình lên. Lên thì nó lại nổi cục hạch ở cổ. Thì lúc đấy khoảng hơn, từ lúc mà bắt đầu lên đến lúc mà làm tất cả những xét nghiệm lần thứ hai là lúc đấy cái hạch nó đã lên tới cổ rồi. Nó di căn, nó chạy nổi lên cổ. Chạy lên tới cổ. Lên cổ thì bác sĩ bắt đầu lại làm pháp đồ để lấy sinh thiết. Thì lấy cục hạch ở đây ra để lấy sinh thiết. Thì bác sĩ lại bảo về 2 tuần sau lên. Thì 2 tuần sau lên nó đã lại nổi một vầng tiếp ở đây nữa. Lúc đấy lại làm, bác sĩ lại bắt làm lại tất cả những thế xét nghiệm ngay đầu, từ đầu. Đấy, lại bắt đầu lại xét nghiệm lại từ đầu. Để... lại siêu âm CT, chụp X-ray quang rồi cho vào làm lại từ đầu, siêu đầu. Âm lại, X quang lại, scan lại, rồi thử máu lại. Xong bắt đầu bác sĩ mới đưa vào kết quả là lấy tủy sống. Cuối cùng là bác sĩ mới trích xương sống để lấy tủy, sau này đi sinh thiết cái tủy, tức là tế bào gốc, để xác định xem có tế bào ung thư hay không. Sau đó thì bác sĩ mới hội chuẩn khoa và chuẩn đoán là ung thư. Từ lúc phát hiện ra đến lúc mà bác sĩ chuẩn đoán thì nó đã tiến triển lên đến giai đoạn 3 rồi. Giai đoạn 3 của bệnh ung thư. Giai đoạn 1 thì nó chỉ là chớm ở một cái điểm nào đó thôi. Giai đoạn 2 là nó bị phình to ra và giai đoạn 3 là nó bắt đầu di căn rồi. Di căn, nó chạy hết trên cổ lên và hai nách. Và giai đoạn 4 thì là xâm lấn, mà mẹ của mình đang ở giai đoạn 3, có nghĩa là nó đang di căn từ những cái điểm đầu tiên là hạch ở bụng. Sau đó hạch nó ở nách, ở bẹn, ở cổ. Thỉnh thoảng mình sẽ gửi những cái hình ở lên những cái góc, lên hai góc này. Đó là những cái hình mà lúc đưa mẹ đi khám và cái hình thực tế lúc đó. Sau khi mà bác sĩ có quyết định là mình bị bệnh ung thư xong á, thì lúc đấy thì cảm giác của mẹ như thế nào? Thì nói chung lúc đấy là tinh thần nó cũng suy sụp. Nói chung là cũng hùng hoảng mất mấy hôm. Sau là vì sao mẹ cũng suy nghĩ, mẹ lấy lại được bình tĩnh thì bắt đầu là mẹ đi tìm hiểu các thứ lá mẹ uống thêm.
Lúc đấy là mình tự uống lá. Tự uống lá, mẹ tự tìm hiểu, mẹ uống lá. Thì bắt đầu là đầu tiên là mẹ bảo là lá sung hạch. Thì hai mẹ con cứ đi tìm khắp thành phố với ở Bình Dương để kiếm lá sung hạch. Cứ mỗi ngày một nẹn, sáng một nẹn thì mẹ thái nhỏ ra. Mẹ sắt nhỏ ra, rửa sạch, ngâm nước muối, xong rửa sạch đi, xong là sắt nhỏ ra. Xong mẹ cho vào độ khoảng 2 bát nước, mẹ sắc còn một bát là bắt đầu là mẹ uống. Để hơi ấm ấm mẹ uống, uống hết chiều mẹ lại làm một bát tiếp như vậy. Xong rồi mẹ lại uống, vậy là một thời gian đấy. Xong rồi đến bác sĩ hẹn đến 2 tuần sau bắt đầu mới lên. Lên thì bảo mẹ vào thuốc. Thì lúc đấy mẹ cũng lưỡng lự, mẹ cũng không vào thuốc. Thì mẹ lại bảo là thôi bác sĩ cho tôi mấy ngày thuốc tôi về tôi uống. Thì bác sĩ lại cho 7 ngày thuốc về uống. Vậy là vị thuốc đầu tiên ấy, là cái lá sung hạch. Ở đây mình có hái sẵn một ít cái lá sung hạch như thế này. Để con quay sát lại. Cái lá sung hạch là cái sung mà mọi người thường hay để ăn gỏi đó. Nó có những cái tật như này này. Có nhiều những cái tật như này, và cái tật này nó phải còn màu xanh nha. Còn nếu như mà cái tật này mà nó chuyển qua màu đen rồi, tức là nó bị hư rồi. Càng nhiều tật thì nó càng tốt. Vị thuốc đầu tiên mà mẹ mình sử dụng đó là lá sung hạch này. Cách sử dụng như nào thì mẹ mình cũng vừa mới chia sẻ rồi. Ngoài uống những cái thuốc mà bác sĩ cho về thì mình uống cái lá sung hạch này. Rồi sau khi mà uống hết cái tuần thuốc đó thì mẹ như thế nào tiếp nhỉ? Uống hết cái tuần đấy là mẹ thấy cũng chưa lấy lại được bình tĩnh nên mẹ chưa vào thuốc. Thế là bạn bè mới rủ mẹ đi chơi. Thế là mẹ mới đi chơi. Mẹ đi chơi thì trong khi đó mẹ đi Đà Lạt, rồi mẹ đi Suối Mơ cùng với các bạn. Rồi xong bắt đầu quay về, đến mẹ họ mới giới thiệu mẹ là lên bác sĩ Đông Y. Thuốc Đông Y, đúng rồi, lên bác sĩ Đông Y. Thì lên bác sĩ Đông Y, bác cũng nói là tình hình bệnh của bác như này là ở đây không có cái thuốc để điều trị, chỉ có cái thuốc mà phòng thôi, chống thôi, chứ không có cái thuốc điều trị. Thì thôi bác cứ nghe lời bác sĩ đi cho nó sớm, ngày nào tốt ngày đấy. Không có, bác cứ lưỡng lự vậy, đến lúc mà bác quay lại bệnh viện thì nó lại muộn mất. Mình cũng chia sẻ thêm là cái lúc mà mẹ mình phát hiện ra bệnh ung thư rồi á, giai đoạn 3 rồi, bác sĩ có quyết kết luận chính xác rồi, thì rất là nhiều những người ở xung quanh đây cũng đã từng bị ung thư tương tự như vậy, nhưng mà đã không qua khỏi vì họ vô thuốc. Nên là lúc đấy mẹ cũng sợ hãi, đúng không? Mẹ sợ hãi, mẹ không dám đi vào thuốc. Tuy nhiên là khi mà mình đã khuyên ngăn rồi, tất cả mọi người trong gia đình cũng khuyên rất là nhiều. Và lời khuyên cuối cùng là khi mà mẹ đến cái ông bác sĩ Đông Y đấy, ông ấy khuyên, thì một người bác sĩ khuyên, thì mẹ mới thực sự tin tưởng, và lúc đấy mình mới đi vào thuốc. Vào thuốc lúc đấy là khoảng tháng mấy mẹ nhỉ? Tháng đấy chắc tháng 2. Lúc đấy là khoảng tháng 2, tức là từ lúc phát hiện ra bệnh là tháng 12, đến lúc làm tất cả các xét nghiệm xong để vào mũi thuốc đầu tiên là tháng 2. Vậy là khoảng 3 tháng, 3 tháng thì nó sẽ chuyển qua từ giai đoạn 0 đến giai đoạn 3 luôn rồi. Bây giờ đến quá trình vào thuốc thì mũi đầu tiên là bắt đầu khoảng tháng 2, lúc đấy mình vào nhỉ? Đúng rồi, mũi đầu tiên vào thuốc, mũi thuốc thứ hai thì mẹ cũng đang ngồi chờ để bốc số. Thì mẹ ngồi bên cạnh, mẹ kể chuyện, thì có cái cô đấy, cô ấy nói là bác ơi, cháu cũng bị bệnh ung thư nhưng mà cháu uống cái thuốc cái ăn can này này, đây thuốc ăn can này. Thì bác vào thuốc ấy là nó đỡ đi. Đấy. Vậy là tại vì cái này nó giống như mình đang quảng cáo nên là mình không đưa lên nhiều. Đấy. Thứ hai, tại vì khi mà lên bệnh viện ung bướu thì cũng có rất là nhiều những người chung cái căn bệnh với mình như vậy. Vậy nên là mình có thể hỏi thăm những người xung quanh là người ta đang bị gì, đang bị giai đoạn mấy và người ta có sử dụng cái gì không. Thì những người khác giới thiệu cho mẹ mình cái thuốc ăn can. Và mình cũng mua cái thuốc ăn can này cho mẹ sử dụng từ đấy tới nay luôn. Đấy là vào mũi đầu tiên. Khi mà vào thuốc thì cảm giác của mẹ lúc mà ngồi vào thuốc ở bệnh viện, cảm giác thuốc nó chạy vào người, nó cảm giác lúc đấy nó như thế nào? Lúc mẹ vào thuốc ở bệnh viện thì mẹ đã uống được ăn can mấy hôm ngày trước. Thế bắt đầu mẹ vào thuốc, thì trong khi đó mẹ vào thuốc thì mẹ cũng thấy nó vào, nó chỉ nóng ở trong người thôi. Nó vào nó đâu, nó nóng ở trong người đấy. Thì bắt đầu là mọi người mẹ thấy là họ nôn ói, nhưng mà mẹ lại không thấy nôn ói, không thấy nôn, không thấy ói. Thế mẹ cũng vào chỉ thấy nó nóng ở trong người thôi.
Thế đến lúc mà truyền 5-6 chai xong, bắt đầu là mũi đầu tiên là 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng vào xong. 4 tiếng đồng hồ mới vào xong thuốc. Vào thuốc xong, xong rồi ở lại theo dõi một ngày mình nhỉ? Ở lại theo dõi hay về luôn không, nhỉ? Bác sĩ bảo là về luôn. Về bác luôn. Sĩ không cho nằm lại. Đấy là cái mũi đầu tiên khi mà mình về đấy, thì về tới nhà mình cảm giác nó như thế nào? Cảm thấy nó mệt mỏi, là lúc đấy là người nó mệt mỏi. Thế là nó không muốn ăn. Nói chung là mồm, miệng, là cổ, trong họng ấy là nó khô, nó không muốn nuốt, không muốn ăn. Thế là mẹ cũng ép, nói chung là đủ các thứ ra, trái cây cũng ép, rồi nước rau má để ép uống cho nó mát. Rồi các loại trái cây mẹ ép thành nước uống. Rồi tức là ăn không được nữa, rồi là tất cả mọi thứ mình trong, phải ép ra nước rồi, để mình uống. Trong họng, trong biết là mồm nó khô hết, là không muốn nó nhai, không nuốt, và nó lại mất cảm giác nữa, không có có mùi vị gì nữa. Thế là cứ ép ra các thứ thành ép nước, cháo ép thành nước uống. Rồi là nói chung là xương cũng hầm ra cũng thành nước húp. Mất 4 ngày. Đấy là những cái cảm giác bên trong. Đấy. Mình cảm nhận được nó nôn nao và chán ăn. Đúng thì nó có những biểu hiện nào bên ngoài không? Lúc đấy mẹ rụng tóc chưa? Thì bên ngoài là lúc đấy là chưa rụng tóc, là một tuần đấy là chưa rụng tóc, thì bắt đầu là một tuần sau bắt đầu mẹ dậy, mẹ đi lại được, mẹ ăn được, cảm thấy nó nhuốt được, thì bắt đầu mẹ từ từ mẹ ăn cơm. Mẹ cũng ít cơm rồi ăn ít canh, rồi còn trái cây thì mẹ cũng vẫn phải ép ra thành nước mẹ uống. À, mình chia sẻ thêm một chút, liệu trình vào hóa trị của bác sĩ là gồm có 6 mũi. Mỗi một mũi như vậy, mỗi một mũi thuốc như vậy là cách nhau 21 ngày. Ngày mẹ mình vào thuốc mũi đầu tiên á, là cảm giác nó như vừa xong mẹ kể, và khoảng một tuần sau thì mới bắt đầu hồi phục lại và ăn uống được. Khoảng cách của một mũi, từ mũi 1 đến mũi tiếp theo là 21 ngày để cho cơ thể của mình nó hồi phục á. Sau một tuần rồi mẹ ăn uống rồi, tức là còn khoảng 2 tuần nữa mẹ sẽ đi vô mũi thứ hai, thì lúc đấy cảm giác nó khỏe hơn đúng không? Thế xong đến lúc mà mẹ ăn uống xong đến lúc ngày thứ 9, ngày thứ 10 cũng không thấy rụng tóc. Đến sáng hôm 11 thì bắt đầu mẹ ngủ dậy, tự nhiên mẹ cào cào ở trên đầu đây thấy rụng ra một búi tóc. Là đến ngày 11 nó mới rụng tóc. Đến ngày 12 mẹ thấy nó rụng, ngày 13 thấy nó rụng, thế nó cứ thế là nó rụng. Dùng vì sau này gần chọc rồi, bắt đầu còn có mấy cái lơ phơ mẹ đem cắt. Mũi đầu tiên là đã rụng tóc luôn rồi. Ngoài rụng tóc ra thì nó còn những biểu hiện gì khác không? Sau là nó cũng có co giật, nhưng mà nó cũng sơ sơ. Nói chung là tay chân, nói chung là lúc đấy là nó cũng có biểu hiện co giật. Đấy, nhưng mà nó cũng sơ sơ thôi chứ nó không có. Co giật giống như là bị chuột rút cứng hết tay lại như này. Đúng rồi, như kiểu chuột rút vậy thôi. Đấy là những biểu hiện đầu tiên thôi, là như vậy. Rồi đợi đến 21 ngày sau mình vào mũi thứ hai đúng không? Đến lúc 10, từ 10 ngày sau là mẹ ăn uống được, thì lúc đấy mẹ phải tích cực mẹ ăn uống để nó đầy đủ chất để mẹ vào mũi thứ hai. Đấy. Đúng rồi, lúc đấy là mình ăn những cái đồ bổ, đúng rồi, ăn những đồ bổ chất đạm, ăn. Không ăn đồ béo nhiều. Đúng rồi, ăn nhiều, tăng cường ăn nhiều để nó đủ máu này. Đi tìm những cái gì để ăn cho nó bổ máu này. Ví dụ lúc đấy là đấy. Con nhớ là con mua sò huyết này. Đúng rồi. Rồi thịt bò này. Bò, rồi là những cái rau dền này. Rau dền. Bí đỏ này. Bí đỏ, hải rồi sản. Rồi là những cái đồ hải sản thì ăn ít này. Rồi những củ dền ép ra thành nước uống. Nói chung là những cái thực đấy. Phẩm cái bổ máu là mình ăn để nó hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Hồi phục máu để lúc đấy là đủ máu để vào thuốc mũi thứ hai. Rồi. Thì đến lúc mũi thứ hai là tôi cảm thấy trong người nó bình thường. Thì vào mũi thứ hai thì về cũng thấy nó cũng nóng trong người vậy, nhưng mà thấy nó khỏe hơn. Không có gì đặc biệt, mũi thứ hai nó có thêm những biểu hiện gì ở bên ngoài không mẹ? Nói chung là mũi thứ hai thì nó cũng vậy thôi, cũng không cũng có biểu hiện. Tóc vẫn tiếp tục giật, rụng, tay chân vẫn tiếp tục bị co cứng. Buổi đêm ngủ lúc đấy có được không, hay là về nhà có ăn uống có ngon không? Về nhà thì nói chung mẹ cũng mất mấy ngày. Đầu tiên thì ăn uống nó không có cái cảm giác, nó không có mùi vị gì cả. Thì nhưng mà vẫn cứ cố ăn để cho nó có sức. Nhưng mà đến mấy ngày sau bắt đầu lại ăn được. Tức là cứ mỗi một lần đấy. Sau khi mà vào thuốc về, mình về tới nhà đúng thì rồi. Cảm giác nó sẽ bị mệt mỏi và chán ăn. Và trong mấy ngày bắt đầu nó lại trở lại bình thường, lại cứ cố gắng ăn để vào mũi thứ ba.
Lúc đấy là cũng chưa có thêm những biểu hiện gì khác. Nói chung là lúc đấy là móng tay là nó khô với lại nó thâm đen những cái móng tay và móng chân rồi. Mũi thứ hai là đã thâm. Mũi thứ hai là móng tay bị khô tay hết bị và khô, bị thâm hết, giống như là bị như thương, bị như bị thối. Giống như bị kẹt, bị thối, bị thối là bị thương hết mũi thứ hai. Sau 21 ngày tiếp theo nữa là mình đi vô mũi thứ ba. Đấy, đi vào vô mũi thứ ba. Thì mũi thứ ba thì cũng thấy bình thường, vào mũi thứ ba thấy bình thường. Nhưng mà chỉ có mỗi cái về thì lại thấy mệt mỏi hơn. Thấy mệt mỏi hơn cái mũi thứ hai và mũi đầu tiên. Đấy, về thì nói chung là cũng chán ăn như vậy, nhưng vì sau này ăn uống nó không được ngon lắm, nhưng mà cố gắng cũng ăn mà trong cơ thể con người cứ vẫn nó cứ mệt, nó yếu hơn các mũi hai mũi kia. Thế là nhiều lúc mẹ đi lại như này như kiểu nó muốn khuỵu xuống ấy. Thế bắt đầu mẹ mới vào mũi thứ ba, cái mẹ thấy nó mệt mỏi quá, mẹ lưỡng lự. Thế là mẹ bảo là thôi, xác định là thôi, vào được mũi nào vào, không vào nữa thôi. Nó mệt quá như này thì thôi, chả vào nữa. Thế bắt đầu là mẹ ở nhà thì bắt đầu là dịch ập đến. Đấy. Vậy là mình chỉ đi được nửa liệu trình, 3 mũi thôi. Đúng 3 mũi. Là khi mà vào mũi thứ 3 là lúc đấy là tầm khoảng tháng 4 năm 2021. Thì cái đợt tháng 4 năm 2021 cũng là cái đợt bắt đầu dịch nó bùng phát toàn xã hội và cách ly toàn xã hội. Nên là mình cũng một phần nữa là mệt không đi được. Một phần nữa là cũng viện cớ là dịch, nên là mình cũng không tiếp tục xuống để vào thuốc tiếp theo. Tuy nhiên là lúc mà mẹ đi khám ở dưới đó thì cũng có một số người bị chung cái căn bệnh và đi khám chung ấy, mình cũng có liên lạc, giữ liên lạc và hỏi thăm với nhau ấy. Thì tất cả những người mà khi mà vô mũi 1, mũi 2 rồi, với lại mẹ cảm nhận được cơ thể mình khi mà vô mũi 1, mũi 2 lúc đấy nó như nào, cảm thấy mình khỏe hơn chưa, hay là những cái hạch nó có như nào? Về mũi đầu tiên thì sao? Mũi đầu tiên về được một cả 10 ngày sau là mẹ thấy là hạch ở đây là nó đã teo hết. Ở cổ là thấy nó tự nó teo hết. Rồi các chỗ nó teo hết, nhưng mà nó chỉ còn giật giật nữa thôi. Kiểu nó còn có biểu hiện là nó hơi giật giật bên trong. Giật giật ở bên trong thôi. Đấy, thế là những người khác thì sao? Mũi thứ hai một phát thì là không thấy giật, là teo hết, là chỉ có thi thoảng lâu lâu mới thấy có biểu hiện giật ở cái chỗ, những cái chỗ hạch này, nách hoặc là cổ đây. Mũi thứ hai là hạch nó teo hết sạch luôn. Đúng rồi, mũi thứ hai là mũi nó teo hết. Thế là bắt đầu là mẹ cũng đi ra ngoài chỗ trung tâm đây mẹ siêu âm, thì bác sĩ cũng nói là mũi thứ hai là bác sĩ đã nói là bác ơi, nó teo nhỏ lại rồi. Nhỏ lại. Đấy. Thì bắt đầu tôi vẫn tiếp tục vào mũi thứ ba. Thì mũi thứ ba là nói chung là thấy cơ thể con người nó yếu và nó không có cái sức khỏe nữa. Thì bắt đầu với lưỡng lự không vào mũi thứ tư nữa. Thì bắt đầu là dịch ập đến thì là tôi không đi nữa, là đến bây giờ là được 1 năm rồi. Ba cái mũi đấy lúc mà mẹ vào đấy thì có bị sút ký nhiều không? Lúc đấy sức khỏe của mình nó xuống còn khoảng bao nhiêu phần trăm? Lúc đấy sức khỏe nó xuống, lúc đấy là đầu tiên là tôi 51 ký, đến lúc mà vào mũi thuốc đấy là nó xuống còn có 46 ký. Tức là vào ba mũi là còn 46 ký. Cơ thể bình thường mình cảm nhận bây giờ là 100%, còn lúc đấy cơ thể mình sức khỏe nó xuống chỉ còn khoảng bao nhiêu? Chắc chỉ còn yếu lắm. Chắc chỉ còn 40-50% rồi. Chỉ còn 40% tức đấy, là nằm thôi chứ không có làm gì được. Nằm không làm gì, chỉ có đi lại, mà nhiều lúc đi mà chỉ một tí thôi, chứ đi lâu là tự nhiên là nó chân nó run xuống, nó khuỵu xuống. Tức đấy, là lúc đấy cơ thể yếu tới mức mà đi lại cũng không thể đi lại được, còn ăn uống không thể ăn uống được, chỉ có thể uống thôi. Ăn không ăn được chỉ có thể uống cháo, uống nước cháo, nước các loại nước ép. Mẹ có thể kể thêm, chia sẻ về những cái người bạn của mẹ cũng cùng đi khám. Tại vì khi mà mình đi khám như vậy mình cũng có chơi với nhau, rồi mọi người cũng có giữ liên lạc với nhau ấy. Rồi. Thì lúc đấy là khoảng bao nhiêu người và bây giờ người ta lúc như thế nào đấy vậy? Là liên quan đến 4 người. Cả mẹ nữa là mấy? Cả mẹ là 4 người thứ 4. Chứ còn nếu mà quan hệ rộng thì một cái ca trong đấy là đông lắm. Chứ chỉ 4 người biết với nhau thôi. Thì có một cái ông ở Đắk Lắk với lại... hai người nữa thì một người ở Cà Mau, ở khu miền Tây ấy, là hai người ở khu đấy, nhưng mà họ không biết xã nào thì không biết, nhưng mà có một là ông ở Đắk Lắk.
thì trong cái đó là cái người đấy là cũng phát hiện đúng như bệnh như mình, cũng từ tức từ bụng lên, thế là cũng hạch nổi ở hai nách hay ấy. Nhưng mà ông là đàn ông, năm nay ông mới ngoài 50 thôi. Thì đến lúc mà vào mũi thứ hai thì mẹ vẫn gặp ông ấy. Thế là mũi thứ ba là không gặp, là mẹ vào mũi thứ ba là mẹ nghỉ luôn. Thế là ông cứ cố, ông vào được mũi thứ tư. Đến lúc ông vào được mũi thứ năm nữa thì là mẹ, đến lúc mẹ liên lạc với người vợ hỏi thăm sức khỏe cái người bệnh với nhau, thì là người vợ bảo là ông ấy đã mất rồi. Thì ông vào được mũi thứ năm là ông về, có 10 ngày sau là ông mất. Thì bắt đầu bà lại kể chuyện tiếp là hai người kia là cũng mất rồi chị ạ. Thì bắt đầu tự yên tôi là người thứ tư, mà tôi nghe thấy điện thoại, cú điện thoại cái bà cũng chia sẻ như vậy là tự yên tôi bủn rủn chân tay. Là tôi bảo ôi dồi ôi, tại sao mà vào mũi thứ năm rồi mà mình vào mũi thứ ba mà sao lại mình lại còn, mà sao những người vào mũi thứ năm rồi sao mà họ lại ra đi hết. Thì bốn người liên quan biết đến nhau thì còn sống sót lại mỗi mình tôi. Khi mà những người ta vô mũi thứ một, mũi thứ hai, mũi thứ ba, biểu hiện người ta cũng rất là tốt, người ta cũng ăn được, khỏe được, ăn được, ngủ được, và người ta cũng khỏe khoắn hơn. Rồi người ta cũng những cái hạch người ta cũng hết đi, cũng khỏe giống như mình. Nhưng mà mình thì hết mũi thứ ba là mình không đi nữa. Còn những người tiếp tục đi tiếp thì người ta đã mất rồi. Thì mình cũng 5 mũi thì mất rồi. Lúc đấy thì khi mà trong quá trình vào thuốc ấy, thì mẹ vẫn sử dụng thuốc hay là mẹ có sử dụng thêm những thuốc nào khác nữa không? Nói chung là trong cái thời gian bác sĩ truyền thuốc cho mẹ là mẹ về, mẹ mới đi ra chợ thì mẹ cũng nói là bệnh tình như vậy, là bắt đầu ai họ giới thiệu cái gì, họ cho cái gì, họ đi bất lá đu đủ các thứ, anh em bạn bè họ đi đâu họ tìm được hoa đu đủ này, lá đu đủ đực này, hoa đu đủ đực họ đem về họ cho mẹ, mẹ sắc mẹ uống. Đấy, rồi lá xạ đen này, rồi là lúc đấy là họ cũng đi xin về họ cho này. Rồi cái cây xương khỉ còn gọi là cái cây, cây xương khỉ còn gọi là cái cây cái gì nữa cơ, nó có hai tên. Đấy, rồi là lá linh lăng này. Bây giờ kể về những cái loại thuốc mà mẹ sử dụng. Đầu tiên ấy là mình sử dụng lá sung đầu tiên này đúng không? Đúng rồi, lá sung hạch là cái vị thuốc đầu tiên. Tiếp theo là dùng cái thuốc an can này. Cái thuốc an can này thì mình không có để thương hiệu ra nhiều thì nó giống như là quảng cáo. Tiếp theo là thuốc an can. Rồi sau đó vừa dùng thuốc an can và vừa dùng lá sung. Và vừa vào thuốc của bác sĩ. Đấy, tiếp theo nữa là mẹ dùng những cái gì nữa nhỉ? Các thứ lá, cái lá bây giờ mẹ còn ở đây không? Còn. Đi bây giờ. Đấy, vào đây họ vào mà ai họ cũng bảo là trên nhà bà là như kiểu mà một bát thuốc nam mà bà mẹ không giới thiệu từng nói chung là các loại thuốc là tôi uống thôi. Đây giới thiệu đầu tiên là hoa đu đủ đực. Đấy, hoa đu đủ đực này mẹ phơi khô, phơi rồi khô uống như nào? Phơi khô lên mẹ sao lên, sao vàng hạ thổ. Đấy là cái này sao lên với lại đây là hoa đu đủ đực này. Hoa đu đủ đực này là đấy, những người mà người ta cho mẹ đúng không? Cho đúng rồi. Cho hoặc là đi xin. Tức là cái thời gian đấy khi mà mẹ mình bị bệnh á thì những người dân xung quanh hay là những người đấy, bạn chơi thân á, người ta thấy ví dụ như mẹ cần lá đu đủ thì người ta biết ở đâu có cây đu đủ, là nguyên cái xã này coi như là đấy, cái cây đu đủ đực là trụi hết. Họ xin họ đem đến cho. Rồi đầu tiên là đu đủ đực. Đấy. Tiếp theo nữa là cái xong đến lúc mà cái cây xương khỉ đây. Họ cũng đem đến họ cho mẹ chặt mẹ phơi một bao đây, xong cũng phơi khô cũng sao vàng hạ thổ. Đấy vào đây. Đấy xong tiếp theo nữa là đến đây là cái lá đinh lăng. Lá đinh lăng đấy cũng sao vàng, lá đinh lăng là phơi thôi chứ không sao được, phơi. Đấy xong là đây là cái cây lá nhọ nhồi. Nhọ nhồi còn đúng rồi, nhọ nhồi còn gọi là cỏ mực. Đây mẹ cũng phơi khô. À cái lá nhỏ nhồi để cầm máu, người đúng ta hay rồi, cầm máu nhỏ nhồi như cái có mực đấy. Đấy đấy còn đến lúc mà bồ công anh đây là bồ công anh đúng rồi, cây bồ công anh rồi.
đấy là... mẹ cũng phơi, mẹ cũng ấy, mẹ ấy mẹ uống. Xong là đây là tôi nhiều lắm. Là lá gì? Xạ đen nhưng mà đầu tiên họ không chưa. Xạ đen đây là đầu tiên thì xin, nhưng mà vì sao ở đây nó có ít quá, tôi mới mua có cái tem này. Mua tận ở Hòa Bình họ gửi vào. Cái này thì cũng rẻ thôi, chỉ có mỗi cái này phải mua. Cái này là mua, còn cái kia là đi hái, đi xin. Cái này là cho. Toàn họ cho, họ tiếp đem đến là cho. Tới vị thuốc vậy gì? Thôi. Có vậy thôi. À, mấy cái này cũng trùng lại à? Cũng mấy cái này là cũng giống nhau. Cái này là gì? Xả. Đấy, hàng ngày là cứ mỗi một thứ, một ít, mỗi thứ một ít là tôi bỏ hết vào. Với lại xả tươi thì độ khoảng 2 nhánh xả tươi. Còn gừng ấy là gừng tươi thì lát mỏng mỏng ra độ khoảng 5 lát gừng nữa. Với lại các thứ lá này là tôi nấu lên tôi uống hàng ngày, uống thay nước hàng ngày. Đầu tiên cái lúc mà tôi còn bệnh là tôi sắc tươi, sắc đặc tôi uống. Vì sao tôi uống không kịp nữa, bắt đầu là những cái nào tôi phơi khô. Thế là bây giờ là giờ tôi toàn phơi khô tôi uống. Vừa xong là giới thiệu với các bạn tất cả những cái loại thuốc mà mẹ mình đã sử dụng. Ngoài những cái loại thuốc đó ra ấy, thì mẹ có sử dụng thêm những cái thực phẩm khác hỗ trợ để cung cấp thêm năng lượng, cung cấp thêm chất cho cơ thể mình không? Có. Mẹ dùng những cái gì ví dụ như? Mẹ dùng đông trùng hạ thảo này. Đông trùng hạ thảo này. Rồi cái yến mẹ mua ở tại những nhà người ta tổ nuôi. Yến. Tổ yến họ nuôi tại nhà họ bán thô như vậy. Mẹ mang về mẹ làm rồi mẹ canh mẹ sử dụng. Tiếp. Mẹ dùng gì? Kim chi. Nói chung là nấm, vì sau này mẹ dùng cả nấm linh chi xanh để cho nó có đề kháng, nó nâng cao sức khỏe của mình lên. Với lúc đấy con mua sâm nữa. Đúng rồi. Ở đây con mua cả cái đông trùng hạ thảo, loại mà đông trùng hạ thảo mà cô thành bịch nước ấy. Đúng rồi. Đông cái đông trùng hạ thảo cô thành nước này là cái trong cái hộp như này còn không mẹ? Là hết rồi. Hết rồi. À, trong cái hộp gỗ như này, đông trùng hạ thảo, rồi sâm. Nước sâm. Nước sâm người ta, sâm Hàn Quốc người ta chắt thành bịch, đóng gói thành nước. Đấy. Rồi uống thêm cái sữa non. Sữa non không đường. Sữa non không đường. Đấy. Rồi sử dụng thêm, thấy mẹ rất là nhiều loại thuốc. Còn cái này là cái ăn... Nutri nỗ là sữa không? Đây là cái bột đấy. Bột ngũ cốc ăn sáng. Ngũ cốc ăn sáng đấy. Đấy. Mẹ vẫn cứ uống duy trì vậy, mẹ cứ sắc và uống vậy cứ độ khoảng 7-8 ngày thì mẹ sắc mẹ uống, mẹ lại nghỉ 2-3 ngày. Đấy, nghỉ 2-3 ngày xong mẹ lại sắc mẹ uống. Có thấy mẹ còn nhiều mấy cái loại thuốc nữa là cái thuốc gì? Đây là cái... Không, cái này là... Cái này là cái vì sao này đây, đủ uống mà. Đến cái đông trùng hạ thảo này. À đây là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo này. Rồi, còn những cái thuốc này là những cái gì mẹ nhỉ? Xong là bắt đầu là có người họ giới thiệu cho mẹ là uống bọ cạp ngâm rượu. Bọ cạp ngâm rượu. Bọ cạp ngâm rượu. Thì mẹ bắt đầu mẹ mới đi tìm đến cái bà đấy mẹ mua. Mẹ mua bọ cạp về. Rồi là mẹ đặt bọ cạp về mẹ ngâm rượu mẹ uống. Thì mẹ cứ tối đến bắt đầu mẹ chuẩn bị lên giường ngủ là mẹ uống một ly nào. Uống một ly này, cứ mỗi tối uống cảm giác lúc mà mẹ uống cái rượu bọ cạp nó như nào? Nói chung là uống cái rượu bọ cạp với vào người thì bắt đầu nó mới ngấm vào trong máu thì bắt đầu nó cứ phừng như cái kiểu say xỉn ấy, nhưng mà đúng là nặng. Uống cái này là nặng lắm. Nên là thế là có cái bà đấy, bà cũng giới thiệu cho mẹ là uống bọ cạp. Thì mẹ cũng về mẹ mua bọ cạp mẹ ngâm mẹ uống, đến bây giờ mẹ cũng vẫn uống bọ cạp rồi vẫn uống các thứ lá đấy. Còn mấy cái rồi, thuốc kia là thuốc gì mẹ? Đây là bổ não. À, thuốc bổ não, thuốc bình thường đúng không? Bổ não, thuốc thường. Bổ não. Rồi. Thuốc ăn can đây, còn cái này là cái bổ mắt. Là bổ não, thuốc bổ mắt. Thuốc kia nữa mẹ, là cái gì? Rồi cái kia nữa, con thấy nhiều mà đây này. Nghệ là gì nữa? À, cầm nghệ sáng ra thì mẹ uống nghệ đây. Nghệ đây, mật ong. Mật ong khoái đây. Mật ong khoái uống với nghệ. Đây. Là từ ngày mình phát hiện ra bệnh là kiêng đường hẳn, không dám uống đường. Mình toàn mẹ toàn mua mật ong về mẹ thay đường mẹ uống. Ví dụ như mỗi ngày mẹ vắt một cốc nước cam mẹ uống này, mẹ cũng cho mật ong này. Mỗi ngày một ly sáng ra là cứ một ly nước ấm ấm này, mẹ cho mật thìa cái này vào này.
với vài thìa mật ong vào này. Đấy. Thế mẹ cũng quấy là mẹ uống. Cái này là cao hay gì đấy mẹ? Cái đấy là không phải cao, cái này là tỏi. À đấy. Tỏi ngâm mật ong. Thì bắt đầu là họ bảo là ăn, nhưng mà đây mẹ đem mẹ xay nhuyễn chân rễ. Cứ sáng ra một cốc nước này. Đây, thì mẹ cho một thìa cái này vào, mẹ quậy lên. Mẹ uống tỏi. Đúng rồi, uống tỏi không? Để cho nó có đề kháng. Đấy, tỏi mật ong. Mình thì xoa bóp cái này. Còn ví dụ như đau nhức, mỏi chân mà biết thì có cái chai xoa bóp. Đấy. Nhiều thứ lắm. Vậy tóm lại là mẹ mình đã vừa vô hóa trị của bác sĩ, song song với đó là uống rất là nhiều các loại thuốc, sử dụng rất là nhiều các loại thực phẩm. Sau khi vào xong mũi thuốc thứ ba, mẹ không vào nữa, và đồng thời lúc đấy là trong quá trình vào ba mũi thuốc đấy là mẹ vẫn đang sử dụng tất cả những cái thực phẩm, những cái sản phẩm vừa xong mình giới thiệu. Xong rồi khi mà không vào một ba mũi thuốc của bác sĩ nữa thì mình về nhà mình vẫn sẽ sử dụng những cái này, và lúc đấy mẹ cảm giác được như thế nào? Sức khỏe của mình nó có lại không, và tóc bây giờ mẹ cũng mọc ra một tí rồi thì bắt đầu nó mọc lúc nào? Đúng rồi. Đến lúc mà vào mũi thứ ba là thấy nó yếu, vì sao đến hết một tháng sau là bắt đầu là thấy con người nó khỏe dần lại, ăn uống xong nó là hồi phục khỏe dần lại. Thì bắt đầu là xong một tháng sau đấy, cách từ mũi thứ ba đến một tháng sau là bắt đầu tóc nó nhú ra, nó mọc lại. Là... còn lúc đấy là ăn uống hàng ngày thì mẹ ăn uống là... có lựa chọn thực phẩm đúng ăn uống không? Có chứ, mẹ cũng tìm hiểu. Nói chung là các loại rau, rau nào ngăn ngừa ung thư, ví dụ như rau lang này, rồi lá tầm bóp này, rồi là các thứ rau mà nói chung là ăn để mà nó ngăn ngừa ung thư là mẹ mua mẹ về mẹ ăn. Tức là cứ nghe đấy, phong phanh ai đó giới thiệu đúng là rồi, rau gì có chức năng ngăn ngừa và chữa ung thư là mình mua về mẹ ăn hết. Mẹ cũng tìm hiểu ở trên mạng nữa. Vậy nên là cái vị thuốc thực sự mà để chữa được cái bệnh ung thư ấy, thì mình cũng không biết đó là vị thuốc gì. Chỉ là vô ba mũi thuốc của bác sĩ ấy, thì cảm giác thì lúc đấy là những cái hạch nó xẹp đi. Còn cơ thể mình nó lúc đấy nó sẽ yếu đi một chút. Tuy nhiên là mình sử dụng thực phẩm và sử dụng thêm tất cả những loại thuốc, nó có thể tăng thêm đề kháng và nó tăng thêm sức khỏe cho mình. Thì mình kết hợp rất là nhiều các loại thuốc và các loại thực phẩm như vậy thì bây giờ mình mới có thể đẩy lùi được bệnh ung thư, đúng không? Bây giờ là mẹ một năm nay mẹ thấy bình thường, không thấy gì hết. Mẹ vẫn đi ca hát nhảy nhót, và mẹ vẫn đi tập thể dục dưỡng sinh, rồi là tinh thần mẹ vẫn cứ lạc quan, chơi bời, các bạn bè rủ mẹ đi đâu là mẹ đi. Cho nên là mẹ cũng dựa vào cái sống, cái bản năng lạc quan của mẹ nữa. Cho nên là mẹ với kết hợp đông tây y, gọi là như theo như mẹ đây là đông tây y kết hợp đấy. Thực ra thì cũng không biết phải nói như nào, có thể nói là liều, tại vì bác sĩ ở bệnh viện ung bướu thì sẽ không cho mình dùng những cái phương pháp đông y để chữa bệnh đâu, nhưng mà mình về nhà mình vẫn sử dụng cái đó, tại vì những cái đó là nó thuốc là nó dạng là mát và nó lành tính, thuốc đông y vậy nó khá là lành tính những cái lá đó. Đúng. Nên là mình dùng được. Đúng rồi. Lúc bác sĩ vào thuốc là bảo là mẹ về bác không được uống cái gì hết, đã vào thuốc rồi là không được uống cái gì cả. Nhưng mẹ vẫn không nghe bác sĩ về, mẹ cứ sắc các thứ lá mẹ uống hàng ngày. Mà nãy giờ kể tất cả khá là nhiều những vị thuốc và khá nhiều phương pháp để chữa bệnh, thì không biết là tổng chi phí của một lần mình đi vô thuốc như vậy và những cái chi phí về những cái thực phẩm cũng như là từ chi phí khám ở bệnh viện ung bướu đến chi phí mình mua những cái loại thuốc và chi phí mình uống những thực phẩm hỗ trợ này thì nó như nào ạ? Thì nói chung là đầu tiên đi vào khám các pháp đồ thì mỗi một lần, có một lần đầu tiên đóng thì có 800. Xong là lần thứ hai là đóng 2 triệu mấy là CT. 2 triệu mấy đấy. Nói chung là hơn 2 triệu. Xong lần thứ ba là đóng mười mấy triệu thì họ giữ lại 5 triệu. Tạm ứng giữ lại 5 triệu. Đấy, rồi là đóng, vì sao đóng có 300 mấy trăm thôi. Đấy là lúc đấy là mình chưa có bảo hiểm. Đấy là chưa có bảo hiểm. Chưa có bảo hiểm. Thế là vì sau này mới vào thuốc được thì nó có bảo hiểm. Thì trong khi đó mũi thuốc đầu tiên vào thì hết có hơn 3 triệu. Tại bảo hiểm nó trừ chứ được 80% rồi. Lần vào thuốc như vậy nếu như mà không có bảo hiểm á,
là hai mươi mất mấy triệu, nhưng mà 25 mình đi triệu. đúng tuyến và cái bảo hiểm mình mới mua, tại vì lúc mà mình phát hiện ra bệnh rồi mình mới bắt đầu đi Bắt mua bảo đầu phải hiểm, đi và mua. thời gian chờ của bảo hiểm là 30 ngày, thì hai mươi mấy triệu thì nó sẽ trừ ra mình phải đóng khoảng 3 triệu mấy thôi. Ba mũi đều như vậy đúng không mẹ Ba nhỉ? mỗi Ba đề như mũi đều vậy. như vậy. Đúng. Sau 1 năm rồi Đấy. thì bây giờ mẹ cảm thấy sức khỏe của mình như thế nào? Rồi cân nặng, rồi ăn uống ngủ nghỉ nó có được ổn định không? Nói chung là ăn uống tốt, bây giờ mẹ ăn uống tốt này, ngủ tốt này, sức khỏe là tốt. Nói chung là mẹ vẫn đi tập thể dục, giật Olympic này, rồi khiêu vũ này, rồi là đi múa hát với tất cả các cụ này. Nói chung là mẹ chơi với các tầng lớp, cho nên là rồi là các câu lạc bộ là mẹ cũng vào hết. Mẹ Tức đi là các chơi, đi ca hát, đi nhảy múa, rồi mẹ đi tập thể dục. Nói chung là có hết. tức là câu lạc bộ hát chèo của các cụ cũng có Đấy, mặt, cũng câu có lạc bộ nhảy nhót của bọn trẻ cũng có có mặt. Vậy nên là một điều quan trọng nữa khi mà khám chữa cái bệnh này là tinh thần. Mẹ chia sẻ một tí làm sao mà cách nào để mẹ lấy lại được cái tinh thần lúc mà mẹ bị cái căn bệnh như vậy, mà đã có những người đã từng mắc cái căn bệnh đấy và đã từng không qua được, nhưng mà mẹ chia sẻ làm sao mà mẹ đứng trước những cái hoàn cảnh như vậy mà mẹ vẫn lấy được tinh thần và vẫn vượt qua được cái căn bệnh này. Thì nói chung là mẹ bị gặp bệnh đấy thì mẹ đầu tiên mẹ hùng hoảng, bắt đầu về mẹ mới đi hỏi những người, người ta đã từng có người bệnh nhân là bị ung thư, nhưng mà hỏi người thì bị ung thư tuyến giáp, người bị ung thư hạch giống như mẹ, người thì bị ung thư dạ dày, đấy. Người thì bị ung thư dạ tràng. Thì mẹ đi hỏi hết thì họ cũng đều nói là cũng có người họ bảo họ cũng khuyên mẹ là tốt nhất là bà đừng có vào thuốc. Thế là một thời đầu tiên mẹ cũng hùng hoảng, mẹ cũng không dám vào thuốc. Đấy, xong vì sau này mẹ mới lấy lại được tinh thần, mẹ mới bảo là thôi bây giờ giữa cái sống với cái chết là hai cái thì mình phải lựa chọn lấy một cái. Quyết định mẹ sống cho bản thân mẹ là mẹ cứ ăn, cứ uống, cứ đi chơi. Các bạn rủ đi đâu mẹ cũng vẫn đi ấy với các bạn. Cái lúc đấy sức khỏe của mẹ có Rồi, đủ đáp sức ứng để đi khỏe chơi lúc không hay là đấy, mình phải cố gắng mới đi? đúng là sức khỏe lúc đấy là phải cố gắng, chứ không không có sức khỏe mấy. Cũng cứ cố gắng, là tự mình là cứ cố gắng vậy, cứ cố gắng vậy là mình đi chơi xong rồi để cho nó thoải mái, nó không nghĩ đến cái căn bệnh của mình nữa. Đa số những người ta đã vô thuốc rồi nhưng mà người ta đều khuyên là mình không vào vào thuốc. Không vào thuốc thì chắc chắn là sẽ ra đi. Còn vào thuốc thì đâu đó nó sẽ có thể là cũng sẽ ra đi, tại vì với cái thuốc đấy nó rất là mạnh, nó giống như thuốc độc mà. Nó vào cơ thể mình nó tàn phá và nó phá hủy tất cả những tế bào ung thư, đồng nghĩa với việc là nó phá hủy tất cả những cái tế bào lành của mình. Nên là khả năng ra đi cũng rất là lớn. Tuy nhiên là đâu đó nó vẫn có những cái tỷ lệ phần trăm vẫn có thể chống chọi lại được. Nên là mình vẫn quyết định đi vào thuốc mẹ nhỉ. Đúng rồi, vì sao mẹ quyết định đi vào thuốc? Thì mẹ đi vào mũi thứ ba, mẹ thấy nó yếu quá rồi, xong bắt đầu mẹ không vào nữa. Là mẹ ở nhà mẹ uống các thứ lá lẻo. Lúc đấy là giữa cái sống với cái chết, thì mẹ lựa chọn, mẹ bảo thôi đằng nào, lúc đấy là nghĩ đằng nào cũng chết. Thôi cứ uống đi, nó chết thì chết, sống thì sống. Thế là ai họ cho cái gì cũng uống, cũng sắc cũng uống, họ giới thiệu bọ cạp cũng mua về uống. Đấy, tất nhiên là nghe người ta giới thiệu nhưng mà mình Đấy. cũng tỉnh táo một chút, có nghĩa là những cái vị thuốc mà nó tức là các cụ xưa giờ vẫn đang sử dụng rồi, chứ còn giả sử nhưng mà ai đó mà giới thiệu những cái vị ví dụ như là nốt cóc hay là nốt cái nọ cái Không kia dám. thì mình đừng có mị đoan quá mà nghe theo. Tức là ví dụ như uống lá nọ lá kia nghe nó khá là lành tính, còn bọ cạp thì trước giờ vẫn rất là nhiều người uống, nhiều người sử dụng. Có một bà giới thiệu mẹ là nuốt thạch thùng mà mẹ không dám. Đấy, thì cái thạch thùng đấy thì trước giờ là chưa có tiền tiền án à, chưa có tiền lệ, nên là mình cũng tránh những cái nghe những cái lời tư vấn nó không được chính xác của những người khác. Thì nói chung là mình cũng điều trị các căn bệnh của mình, thấy như vậy thì mình cũng chia sẻ lên đây để cho mọi người, ví dụ như là ai cũng có căn bệnh như vậy thì thôi thì cứ lạc quan mà sống lên, là điều trị vào thuốc thì vẫn cứ vào, mà mình sử dụng các thứ thuốc lá viết mình cứ vẫn sử dụng. Thứ Các thứ lá lá là toàn họ cho thì cũng nhân tiện cái clip con trai nó phỏng vấn về cái quá trình bệnh tật của mình thì
lời đầu tiên mình cũng gửi lên đây là cảm ơn tất cả anh chị em rồi các con cháu trong thời gian đấy đã nhiệt tình quan tâm và yêu thương đến mình. Đi đâu nói chung là họ nhìn thấy cây đu đủ, bất kể sớm tối họ cũng rẽ vào họ xin họ mang về cho mình. Tiêu biểu nhất là cô Mị, nói chung là đi đâu cũng nó cũng để ý là nó tìm về cho mẹ. Hai nữa là chị Soát, chị cũng đang uống, chị bảo là các thứ lá này thôi tôi cũng đang uống thì thôi, bà có bệnh thì thôi tôi nhường cho bà uống. Xong rồi đến chú Mạnh, chồng của cô Bình, thì bắt đầu là hôm đấy mờ mờ tối rồi, thấy chú ấy phi xe vào, chú bảo là bác ơi, bác cầm bịch lá đu đủ này xuống để phơi uống. Thì bắt đầu tôi ra xe thì mờ mờ tối rồi, tôi ôm cái năm lá đu đủ ấy thì lên, thì đầu tiên lời đầu tiên tôi bảo ôi thủ ôi vậy thôi cho cô cảm ơn nhá. Thì bắt đầu là tự yên tôi cứ rưng rưng nước mắt, là tôi cứ chảy nước mắt ra, từ đấy là nghĩ bảo ôi giời không biết sao mà là con trai mà thanh niên như thế mà sao họ lại quan tâm đến mình như vậy. Bây giờ cứ nói động đến là tôi cứ vẫn rưng rưng nước mắt. Đấy là tôi nhớ kỷ niệm nhất. Còn những người kia là họ cho tôi cũng thấy cảm động, nhưng mà không cảm động bằng một người đàn ông. Nhưng mà chỉ có mỗi cái chú là làm mẹ rơi nước mắt nhiều nhất. Cả cô Nga nữa, cô Nga cũng gần đây nữa, còn nhiều người cho lắm, nói chung nhiều lắm. Nói chung là mà kể ra ngoài, thì nhiều lắm. Ngoài về cho những cái lá thuốc người ta có thể hái được, rồi đi chợ, thậm chí đi chợ người ta cũng không lấy tiền nữa. Đi chợ thì cái thời gian mẹ bị bệnh đấy là đi chợ ra mua, nhiều người mua rau họ cũng cho này, họ mua thịt họ cũng cho này, mua cá họ cho này, có cô Doan là cho nhiều nhất, cô Doan vợ chủ tịch đấy là cho nhiều nhất, cho cá là cứ mỗi lần đến mua là lại cho. Nhiều khi cô cho nhiều quá thì bảo thôi lấy tiền đi chứ cứ cho mãi vậy thì ngại lắm. Thì bảo thôi cứ cho bà vậy, bà ăn bà khỏe là được. Video này chắc là mình cũng tạm khép lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Nếu như mà ai chưa đăng ký kênh á, thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình khi mà mình ra video tiếp theo. Có một cái tình cờ là trước khi mà mẹ bị phát hiện mình bị ung thư là một năm, thì trước cửa nhà mình nó mọc cây sung. Tự nhiên bình thường là cách đây khoảng một năm thì cách đây khoảng 2 năm thì trước cửa nhà mình mọc cây sung nhỏ nhỏ, cây sung bắt đầu nó mọc lên nó chỉ bé tí bằng này thôi. Nhưng mà sau một năm sau thì mẹ khi mà mình phát hiện ung thư thì bắt đầu cây sung nó cao lên khoảng vượt đầu người một tí rồi. Thì ngay lúc đấy mình hái được những cái lá sung này mình sử dụng, nhưng mà cây sung này không đủ. Lúc đấy ở trên Bình Dương, mình đi khắp Bình Dương để hái lá sung. Rồi mẹ về đây cũng nhờ người nọ người kia đi hái lá sung. Nên là để chữa cái bệnh này thì mọi người thứ nhất là tinh thần phải lạc quan, cố gắng ăn uống vui vẻ, đi hóa trị theo phương pháp của bác sĩ, đồng thời là uống thêm những cái thứ thuốc để nó bổ sung thêm khoáng chất cho cơ thể. Mình cũng chia sẻ lên đây là thực tế là mình cũng đã bị rồi và mình cũng ăn uống những cái thứ đấy, cho nên là tất cả mọi người, ví dụ như có anh em bạn bè hoặc là có ai đấy bị ung thư thì cũng tất cả mọi người sẽ lan tỏa, giới thiệu ra để cho mọi người biết, để cũng ăn uống để thắng được căn bệnh như mình. Tại vì lúc mà mẹ bị bệnh thì mẹ đi chạy hết chỗ nọ chỗ kia để hỏi những cái vị thuốc. Nhưng mà sau khi mà mẹ vượt qua được bệnh rồi thì cũng có nhiều người đến, mẹ cũng chia sẻ. Nhiều người đến tìm đến đây và hỏi những cái phương pháp mà để chữa bệnh như thế nào. Thì có thể như là người ta hỏi thì không có nhiều thời gian, và cũng có thể những người hỏi trực tiếp hoặc là gọi điện thoại để hỏi á, thì mẹ mình cũng không có nhiều thời gian để tư vấn, cũng như là không tư vấn kỹ được. Nên là dựa vào cái video này thì mình chia sẻ về cái phương pháp chữa bệnh. Nên là nếu như mà các bạn biết được ai đó cần tìm đến những phương pháp để kháng chữa bệnh này thì gửi cái video này, chia sẻ cái video này đến cho người khác để người ta có thêm những cái thông tin người ta có thể tham khảo và để chữa lại cái căn bệnh của mình. Nếu như mà mọi người sử dụng và ai đó đã sử dụng những phương pháp mà mẹ mình đã áp dụng và vượt qua được thì hãy để lại dòng bình luận. Chỉ cần gửi một lời cảm ơn thôi để mình cập nhật và mình biết được là những ai đã vượt qua được cái căn bệnh này nhé. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhé. Những cái lá thuốc mà mẹ mình đang sử dụng á, thỉnh thoảng thì mẹ cũng mang ra ngoài đây phơi như này để cho nó khỏi bị ẩm mốc ấy.